say mê quá mà. Say mê luôn. Quên ngày quên giờ, đứng hướng nào cũng đẹp. Ôi, đóng cửa chắc chưa vậy anh? Ý anh chừng lối ra nó vô cũng như lối hả? Anh được nghĩ nó có đường, nó có đường đi ra đó nha. Nó có đường nó enter đó. Có. Ở đâu? Anh đi vô trật rồi đó. Xe này nó vô nè anh. Anh đi ra trật rồi. Đường enter có hả? Có, đường nó enter. Anh gọi cho U lại đi. Nó có con đường đi ra phía bên kia đó anh ơi. Con đường ra đó. Nó con thấy nãy ra mà. Stop mà. Cái này em vợ nó nói với tôi không có nói, tôi không biết, nhưng mà điều nó có lối ra lối vô cái đó. Cái bảng trước mặt anh kìa. Cái bảng trước mặt anh là cái bảng stop đó, anh phải đi một đường đi vô, đường ở đi ra. Ở đầu anh thấy stop chứ sau lưng nó là do not enter ra. Anh muốn không tin anh thả em xuống quay lại cho anh coi. Sợ anh vợ cháy nhé. Nhìn sao kìa anh, mình nói enter ra. Bên kia thì vô là không đưa nó enter. Yes. Chứ mình ra thì đâu có đưa nó enter. Thì là lối ra lối vô. Đưa nó enter là không có vô cái này. Đưa mà hồi nãy vô cái này. Rồi, nhưng mà ra cái này đâu có nói đưa nó enter. Đưa tao. Bây giờ anh thì thôi quay lại làm lại. Quay làm lại em đâu biết, em thấy đầu kia không cho vô thì tức là đầu này nó không cho ra. Đâu có thấy các bạn không cho ra đâu. Nhưng mà xuống sông Tân Đưa là vậy mà anh. Natural Bridge là một cái rồi còn một cái điểm tới nữa. Đang đồ nữa là gì? Chợ Nhung nó coi. Agua Canyon. Có gì hay chăng không? Cái đó là Agua Canyon mình đang đi nè. Giờ đi xuống tới điểm nữa. Nó cũng chấm cái mà ok. Ponderosa Canyon. Thì vậy là chạy xuống Ponderosa Canyon luôn hả? Chạy tốt xuống dưới đó luôn nữa thì có cái gì nữa khác không? Black Birch Canyon. Rồi Rainbow Point. Vậy là tới Rainbow Point đó thì phải có cái point đó mới được. Cái chỗ là ngày mai mình đi bộ là chỗ nào? Chỗ mình đi bộ, nếu mà muốn đi bộ thì là đi ở Sunset Sunrise. Đi xuống, đi lên đó không? Dạ, xuống lên. Rồi, vậy thì chỗ đó cũng gần. Mình sẽ tới một cái điểm mà nó có cái visitor center lớn lắm đó nhiều. Có chưa? Tới chưa? Mình sẽ tới một cái điểm chỗ đó. Qua chưa? Chưa. Chưa tới. Em nhớ hồi lần mình đi với Ngọc Anh tới cái mình chỗ mới đó. Được coi cái cạc là à? Không. Coi cái cạc là rồi đi qua rồi. Cái đó là visitor center, đó là khác. Ở phía trong nó có một chỗ nó chắc là mấy cái point đó, sunset sunrise gì đó. Coi cái bảng đồ cũng dùng á. Hay là Inspiration Point gì đó. Có lẽ là Inspiration Point nó nằm ở đâu? Điểm là Sunrise, mấy giờ mình đi coi? Ngủ dậy là mình đi liền. Ngủ dậy là mấy giờ? Khoảng 3-4 giờ mình đi. Ừ 3-4 giờ sáng đó. Ừ 3-4 giờ sáng vậy, khỏi đánh răng gì hết trơn á. 5 giờ là 6 giờ là nó bắt đầu là 5 giờ, 4 giờ mấy mặt trời lên. 4 giờ rưỡi là nó bắt đầu mọc lên rồi. Oh, wow, cái gì đó. Đó. Agua Canyon nó cũng chấm một cái. Đây nè, đây nè đó, chỗ này là gì đó, Agua Canyon. Đi. Agua Canyon đi. Tấp vô. Dù nó đang tơ mà. Không, ở đây không có gì, đây chỉ có view thôi anh. Agua Canyon nè. Đó, Agua Canyon thấy không? 8.800. Gọi là Agua. Agua là nước đó.